với quyết định sáng suốt và đúng lúc đã giúp cho cặp đôi Sam và Phương Trinh Jolie giữ được số tiền 65 triệu đồng cho hoạt động từ thiện của mình. Xin chào tất cả các bạn khán giả. Hiện tại thì Sam đang cùng với ekip Tường Lửa xuống thăm mái ấm tình thương Phúc Lâm. Và cả ekip thì đang trên đường đến rồi. Sam thì gần đến Long Thành, chuẩn bị đến nơi rồi. Quý vị khán giả hãy cùng theo chân Sam để đến thăm 100 bé là trẻ em mồ côi đang được nuôi tại mái ấm tình thương Phúc Lâm nhé. Thật sự đâu nói lúc đó là thầy chú người tu, thầy chỉ là một người cư sĩ bình thường ở nhà thôi. Thầy đi làm về ở ngay khu công nghiệp Nhân Trạch, có một đứa bé nó bị bỏ rơi ở trong bãi rác, khiến nó cắn nát hết hình hài của bé. Ở đó tabu rất là đông nhưng không ai dám lụm sợ bé mất. Thì lúc đó thầy lụm về nói thôi kệ, nếu bé chết đó thì mình chôn. Mang bé về bệnh viện thì bác sĩ cắt rúng sau chữa bé sống. Đó là bé đầu tiên. Thầy nuôi cái cháu, thầy thấy bé nở nụ cười. Cái lúc đó thầy thấy cảm thấy là cuộc đời nuôi đứa bé cũng vui. Đó là cái xuất phát đầu tiên là thầy có đứa bé một coi đầu tiên. Hiện tại tới bây giờ thì thầy nuôi là tổng cộng tới bây giờ là 90 bé. Trong đó hiện tại bây giờ là có 38 bé sơ sinh nằm nôi. Còn lại 52 bé là từ 2 tuổi tới 14 tuổi. Bỏ rơi có khi là ở trong bệnh viện, có khi ở bãi rác. Phần đa số là khoảng 50 hoàn cảnh là bé là vô cùng bất hạnh. Dạ con sống đây con không có thấy buồn. Dạ con sống đây con cảm thấy hạnh phúc. Dạ con không nhớ ba mẹ ruột của mình. Dạ vì từ nhỏ sinh ra không có ba mẹ. Con không muốn gặp lại ba mẹ mình vì ba mẹ con bỏ con. Thật sự là trước đây cũng qua một cái chương trình truyền hình mà Sam lại có cơ duyên gặp gỡ thầy Phúc Lâm. Có cơ hội được nói chuyện với thầy và biết về hoàn cảnh của các em. Và ở thời điểm đó thì Sam luôn khắc khoải một cái điều gì đó trong lòng. Sẽ có một lúc nào đó nhất định là sẽ đến mái ấm Phúc Lâm và giúp đỡ mái ấm. Sam đến với chương trình Tường Lửa. Và khi mà may mắn đạt được số tiền thưởng, Sam đã có đề nghị với chị Trinh là nói là em có biết một cái hoàn cảnh như vậy. Và em đã từng gặp gỡ thầy Lâm, nói chuyện với thầy và cũng biết cái hoàn cảnh ở mái ấm này như thế nào. Và trao đổi thì hai chị em đồng ý, quyết tâm là mình dành trọn bộ số tiền thưởng của mình để giúp đỡ cho mái ấm. Em có tham gia chương trình Tường Lửa cùng với lại chị Phương Trinh Jolie. Và hai đứa em cũng xuất sắc nhận được một cái phần thưởng nho nhỏ. Thì em với chị Trinh quyết định là hai chị em sẽ trích cái phần thưởng của mình ra để gửi tặng đến mái ấm Phúc Lâm của mình. Tuy là em biết là cái số quà tặng này nó cũng không là gì so với cái số tiền mà thầy phải xoay sở để lo lắng cho 100 em ở đây. Nhưng mà hy vọng là cũng có thể góp được một cái phần nho nhỏ để phụ giúp thầy. Xin cảm ơn rất là nhiều. Dạ em cảm ơn thầy ạ. Và xin gửi tặng thầy. Phải nói là cảm ơn chương trình Tường Lửa rất là nhiều vì đã cho Sam và Trinh có cơ hội để được tham gia và được nhận một số tiền thưởng như vậy. Và cũng là một chiếc cầu nối để Sam có thể ngày hôm nay đến với mái ấm Phúc Lâm và giúp đỡ cho mái ấm. Và cái ý nghĩa mà chương trình Tường Lửa mang đến đó là một cái điều mà Sam cảm thấy rất là cảm kích và một điều rất là hạnh phúc.